Chiều 28 tháng 8, tại khu kinh tế Nghi Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 tổ chức lễ khánh thành và vận hành thương mại nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các đại sứ quán Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu của dự án, các doanh nghiệp đối tác đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 được khởi công tháng 7 năm 2018 tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn với tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ USD, gồm 2 tổ máy với công suất thiết kế 1.330 MW. Công trình được Chính phủ Việt Nam giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI có vốn đầu tư lớn thứ hai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay. Được đầu tư theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao, dự án sẽ được bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau 25 năm. Tổng thầu dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Doosan Việt Nam. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, tổ máy số 1 đã vận hành thành công và tháng 7 năm 2022, chủ đầu tư đã vận hành thương mại toàn bộ nhà máy đạt công suất tinh 1.200 MW. Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 chính thức đi vào vận hành sẽ cung cấp thêm khoảng 7,8 tỷ kWh điện hàng năm lên lưới điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu dân sinh của khoảng 6 triệu hộ gia đình. Phát biểu tại lễ khánh thành và vận hành thương mại nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 và các chủ đầu tư bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam, các bộ ngành liên quan, các chính quyền địa phương đã luôn quan tâm hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án. Với tiêu chí vận hành xanh, các chủ đầu tư cam kết sẽ tiên phong sử dụng công nghệ tiên tiến, giảm phát thải khí carbon, vận hành kết hợp năng lượng mặt trời, thân thiện với môi trường. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định, nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 là kết quả của sự hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Hàn Quốc. Đây là dự án công nghiệp trọng điểm lớn thứ hai sau Liên hợp Lập hóa dầu Nghi Sơn, đóng vai trò là một trong những hạt nhân quan trọng và là động lực thúc đẩy khu kinh tế Nghi Sơn phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nghi Sơn trở thành khu kinh tế trọng điểm của cả nước trong những năm tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận những nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2, sự phối hợp của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân tỉnh Thanh Hóa, sự cố gắng của các chuyên gia, kỹ sư đã vượt qua những khó khăn thách thức để xây dựng thành công nhà máy. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, bên cạnh việc đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, đưa dự án đi vào vận hành đạt hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt là những hộ dân đã nhường đất để xây dựng dự án. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạo điều kiện để nhà máy vận hành đạt tối đa công suất, đưa dự án đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp cho ngân sách nhà nước và an sinh xã hội tại địa phương. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường liên kết hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn. Trong đó, với khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung mọi nguồn lực phát triển khu kinh tế Nghi Sơn trở thành khu kinh tế động lực của Bắc Trung Bộ và của cả nước trong tương lai gần. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, chủ đầu tư, nhà thầu đã thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành và vận hành thương mại nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.